ba lý do vì sao Trương Mỹ Lan phải sống và khả năng cao sẽ thoát án tử hình. Không ngoài dự kiến, sau khi lĩnh án tử hình trong vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Pháp giai đoạn 1 vào hồi tháng 4 năm 2024, bà trùm Trương Mỹ Lan tiếp tục nhận thêm án chung thân trong vụ án giai đoạn 2. Theo cáo buộc, bị cáo Trương Mỹ Lan và các tay chân tại ngân hàng SCB đã có hành vi vi phạm trong việc phát hành trái phiếu để chiếm đoạt số tiền đến 30.081 tỷ đồng của các cá nhân cũng như tổ chức gửi tại ngân hàng này. Hội đồng xét xử của phiên tòa giai đoạn 2 đã khẳng định như sau: cần phải nghiêm trị những người cầm đầu, bị cáo Lan là người cầm đầu có vai trò chính nên phải áp dụng mức án nghiêm khắc nhất của điều luật. Đáng chú ý, sau phán quyết của hội đồng xét xử, theo truyền thông nhà nước, bà Trương Mỹ Lan nói lời cuối cùng như sau: bị cáo đứng đây, đầu đội trời, chân đạp đất, đối diện với hội đồng xét xử. Bị cáo gửi lời trân trọng tới chức đẹp nhất đến người đứng đầu đất nước, Tòa Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã vất vả vì cái tên Trương Mỹ Lan làm chấn động cả Việt Nam cũng như quốc tế. Theo giới quan sát, những phát biểu rất khẳng khái của bà Lan không chỉ cho thấy bà dũng cảm của một bị cáo với hai bản án kịch khung, mà còn cho thấy bà vững tin rằng bản thân bà chỉ nhận bức án cao nhất ở chung thân, chắc chắn không bị tử hình. Ngân hàng SCB dưới sự thao túng của bà Lan đã phát hành trái phiếu với lãi suất cao, cộng với tội danh rửa tiền cũng như vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, gây thiệt hại lên đến 415.000 tỷ đồng. Theo giới thạo tin, bà Trương Mỹ Lan là một nhân vật có yếu tố Trung Quốc. Chồng bà, ông Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông và có mối quan hệ gần gũi với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Thậm chí tiền vốn kinh doanh chuyển qua lại giữa Vạn Thịnh Phát và Hoa Lục do cơ quan tình báo Hoa Nam trực tiếp điều hành. Việc quyết định cho điều tra vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan được đánh giá là một điểm sáng trong việc cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay rất nhạy cảm khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sau một giai đoạn bị cho là rất xấu đang dần dần hồi phục trước sự xuống thang của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ban lãnh đạo tại Hà Nội. Do vậy, việc cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị mức án tử hình và chung thân trở nên hết sức nhạy cảm. Điều mà ông Tô Lâm muốn tránh trong lúc này hơn nữa đã từ lâu, cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam không dám cho mở tung cái hũ mắm có tên Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan, cũng như việc nhà nước Việt Nam quyết định bỏ ra tới 24 tỷ đô la để mà cứu ngân hàng SCB, nhưng cũng không thể cứu vãn nổi. Các chi nhánh của ngân hàng SCB đã và đang lần lượt phải đóng cửa, không thể tiếp tục hoạt động. Xin nhắc lại, trong một các phiên tòa, bà Lan đều thừa nhận tội trạng, đồng thời cam kết dùng toàn bộ tài sản của mình để bồi thường cho các bên bị hại. Ban lãnh đạo Việt Nam nói chung của ông Tô Lâm nói riêng đã thấy rõ sự nguy hiểm của vấn đề này. Bất kể các phiên phúc thẩm vẫn chưa diễn ra, nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan bắt buộc phải sống để tiếp tục trả món nợ hàng trăm ngàn tỷ đồng. Bởi nếu không thì giải cứu ngân hàng SCB sẽ kéo theo già lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lẫu lượt vào tù, trong đó có trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng là một tay chân thân tín của Tổng Bí thư Tô Lâm. Những thách thức của Tổng Bí thư Tô Lâm trước ngày Quốc hội bầu tân Chủ tịch nước. Qua những hình ảnh mới nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào sáng ngày 17 tháng 10, có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm hình như đang ở trong tình trạng khá lo âu. Có lẽ điều đó liên quan đến việc Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước mới trong kỳ họp thứ 8 bắt đầu từ ngày 21 tháng 10. Như thế, ông Tô Lâm có thể sẽ thôi vai trò nguyên thủ quốc gia và vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang Việt Nam để tập trung công tác lãnh đạo đảng. Điều đó sẽ gây ra những hạn chế và ảnh hưởng đến công tác đối ngoại của ông trên cương vị Tổng Bí thư. Theo giới quan sát quốc tế, đây là điều mà ông Tô Lâm hoàn toàn không muốn. Nhưng trong bối cảnh tứ bề thọ địch giữa các thế lực thù địch trong nội bộ của đảng và cả Nga lẫn Trung Quốc, buộc ông phải chấp nhận. Thậm chí ông còn được cho là đã chủ động rút lui để mà giảm áp lực. Cũng theo một số đồn đoán, ông Tô Lâm sẽ không chịu lùi bước và tiếp tục ở lại trên cương vị Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước với mục đích tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện muốn là được, bởi điều này phụ thuộc vào vấn đề có tính nguyên tắc đã được duy trì hàng chục năm nay. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố gắng giữ vững truyền thống, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, nhằm cân bằng cũng như khống chế quyền lực cá nhân. Việc ông Tô Lâm muốn tiếp tục kiêm nhiệm cả hai chức danh
đứng đầu đảng và nhà nước sẽ gây tổn hại đến nguyên tắc tập thể lãnh đạo nói trên. Đây chính là lý do vì sao một bộ phận lãnh đạo chiếm số đông trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã cương quyết phản đối. Không dừng ở lại đó, các tuyên bố của ông Tô Lâm kiểu như Việt Nam luôn luôn đứng về phía lẽ phải hình như đã khiến cho Bắc Kinh không hài lòng. Giữa lúc chính trường của Việt Nam đang nước sôi lửa bỏng, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã chủ động mời Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư sang thăm Trung Quốc và về ý kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngay sau đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Việt Nam trong 3 ngày với tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Việt Nam duy trì con đường chủ nghĩa xã hội. Đây được cho là những tín hiệu từ Trung Quốc gián tiếp đe dọa Tô Lâm liệu thần hồn nếu cố tình trạch khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Những thay đổi về nhân sự cũng như đường lối đối nội, đối ngoại của ông Tô Lâm trong một thời gian ngắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lực cũng như quyền lợi của đám đệ tử trung thành với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn rất thân Trung Quốc. Theo một số nhận định, Trung Quốc đã và đang coi ông Tô Lâm có khuynh hướng ngả về phương Tây và đây là một hiểm họa. Việc ông kiêm nhiệm hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là điều mà Bắc Kinh không thể chấp nhận và Trung Quốc sẽ ngăn chặn bằng mọi giá. Một mặt Trung Nam Hải gây sức ép lên ông Tô Lâm, mặt khác họ đề ngỏ phương án dự phòng đưa tướng Lương Cường lên làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14 vào năm 2026 với cam kết của Lương Cường sẽ là một lòng một dạ theo Trung Quốc. Theo giới quan sát, đối thủ chính của Tô Lâm hiện nay chính là các tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh, nổi bật là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Họ đã và đang cấu kết với Trung Nam Hải để cản phá Tô Lâm. Vụ việc Đại học Fulbright Việt Nam bị cáo buộc nuôi dưỡng cách mạng màu là bằng chứng không thể chối bỏ. Có thể nói đây là một cuộc đua quyết liệt mà kết quả chưa thể đoán định được. Nhưng với tình thế như hiện nay, ông Tô Lâm có nhiều khả năng sẽ chịu lùi bước dù biết rằng quyền lực sẽ bị thu hẹp. Thậm chí cũng có suy đoán cho rằng nếu ông Tô Lâm kiên quyết bám cả hai ghế thì khả năng cao sẽ vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của thế lực thân Trung Quốc trong đảng. Lúc đó Bắc Kinh sẽ buộc phải ra tay trừng phạt mà biện pháp giật dây cho thế lực thân Trung Quốc trong quân đội tạo phản để Bắc Kinh lấy cớ can thiệp quân sự là không thể loại trừ. Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh và vấn nạn lãnh đạo thùng rỗng kêu to. Truyền thông nhà nước đưa tin khi tham dự hội nghị các thị trưởng ASEAN tại Lào, ông Trần Sĩ Thanh, chủ tịch tại Hà Nội tự tin khẳng định với bạn bè quốc tế, Hà Nội hiện không có người ăn xin ăn mày, không có người vô gia cư. Phát biểu này ngay sau đó đã gây bão trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Theo ông Thanh, những người ngủ đêm ở gầm cầu, ở các chợ không phải là người vô gia cư, bởi không phải họ không có nhà mà do đặc thù công việc của họ. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền thủ đô khẳng định đời sống người dân ở thành phố này đang ngày càng được nâng lên. Hà Nội đang cố gắng làm những gì tốt nhất để phục vụ người dân, để cuộc sống người dân tốt hơn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến phản biện đến ông Chủ tịch Hà Nội và khẳng định rằng ở thủ đô vẫn có rất nhiều người ăn xin, vô gia cư và môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Đa số các ý kiến đều có chung nhận xét sự thật khác hẳn với lời của vị lãnh đạo thủ đô tuyên bố. Điều này chứng tỏ ông Trần Sĩ Thanh rất quan liêu, không nắm sát thực tế, không gần dần. Đồng thời, nhiều ý kiến trên mạng cũng thể hiện sự bất bình và đưa ra các bằng chứng khẳng định việc tình cờ bắt gặp những người ăn xin, người vô gia cư ở Hà Nội là chuyện hết sức phổ biến. Đây không chỉ là một số ý kiến của một số cá nhân, mà ngay cả Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội vào ngày 14 tháng 10 đã có một phóng sự dài khoảng 15 phút với mô tả người ăn xin ngồi vật vờ trên các ngả đường không chỉ gây đau lòng mà còn là một vấn đề vấn nạn xã hội nhức nhối. Qua tìm hiểu của phóng viên Thời báo chấm D, một nhân chứng ở Hà Nội khẳng định vẫn có rất nhiều người ăn xin vô gia cư ở Hà Nội. Ban ngày họ đi ăn xin, buổi tối họ thường đến các nhà chùa để xin tá túc qua đêm. Đây là những người mà chính quyền Hà Nội gắn cho họ cái mác làm công việc xin tiền để kiếm sống, chứ không phải do hoàn cảnh khó khăn hay đói nghèo. Công luận Hà Nội nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng thấy rằng việc Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh bác bỏ vấn nạn ăn xin hay vô gia cư chỉ vì muốn chứng tỏ thành tích lãnh đạo cá nhân của mình. Đồng thời, ông muốn thể hiện rằng Hà Nội là thủ đô văn minh, kinh tế phát triển và không còn người nghèo. Trên thực tế thì số lượng người ăn xin lang thang ở Hà Nội gần đây có giảm bớt là điều có thật. Nhưng đó là kết quả của biện pháp của lãnh đạo Hà Nội đưa người ăn xin vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Theo đó, việc thu gom người lang thang ăn xin là một trong các biện pháp giữ gìn hình ảnh thủ đô văn minh trong mắt người dân và du khách quốc tế.
Tuy nhiên, đa số người dân thủ đô nhận thấy rằng chất lượng cuộc sống không chỉ vấn nạn người lang thang cơ nhỡ, và còn nhiều vấn đề lớn ảnh hưởng đến đời sống của người dân thủ đô hiện nay như an toàn và tắc nghẽn giao thông, chăm sóc y tế, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và những vấn nạn học đường. Phát biểu mang tính khoe khoang của ông Trần Sĩ Thanh, đó cũng tương tự như phát biểu mang nặng tính tự mãn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Khi còn sống, ông Trọng từng khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhưng thực tế cho thấy phát biểu này hoàn toàn trái ngược với những điều đã và đang diễn ra hàng ngày trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Vấn nạn khoe mẽ hay phô bày về hình thức bên ngoài được cho là một đặc tính cố hữu của quan chức cộng sản. Đây là căn bệnh từ lâu người Việt Nam đề cập tới, đó là thùng rỗng thích kêu to. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh và vấn nạn lãnh đạo thùng rỗng kêu to. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.